Và đây là kênh YouTube mới của No2, rất mong các bạn ủng hộ. Chào anh em, câu chuyện thì thực sự không có gì để nói nếu đây không phải là một bộ cây máy tính đồng bộ nhé. Nhưng mà đã chế được sang cây thông thường này, vì vậy chúng ta sẽ có một cái video độ chế cũng như xem là có thể fix được cái bệnh của cái dòng này không. Khi đã độ được một cái main thông thường đây thì mọi cái main thông thường khác chúng ta đều độ được, miễn là chung kích thước, không có cái chiều dài quá rộng là ok, còn đâu chúng ta độ được tất nhé. Nhưng mong rằng sẽ khắc phục được bệnh ở trên con cây này. Ồ, nó dùng nguồn thường này các bạn, nhìn chưa, các bạn nhìn thấy nguồn thường này. Không phải là một cái nguồn quá chua gì đặc sắc cả. 450W, hàng lởm. Đây là bệnh mà khách miêu tả là thay quạt sang chết nhé các bạn nhé. Dùng đúng từ người ta gọi là tự tay bóp rái đấy. Ông nào không có rái thì không biết bóp cái gì. Đây chúng ta sẽ có các test này. Rồi, như mình cấm nhầm các test hay sao? Ok. Đây chúng ta sẽ bật nguồn. Mình sẽ hướng lên cho các bạn xem. Ồ. Không bật được nữa này các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Xem cái đèn đây bật chưa? Vẫn còn này, cái đèn xanh vẫn còn này, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi chúng ta không bật được nữa này. Đấy, nút bật nguồn chúng ta không thể bật. Quả này lại chết bố cả CPU thì nhục. Rút cái rắc 12V ra này. Rút con CPU ra này. Tí nữa chúng ta sẽ thử CPU sau. Socket còn đẹp. i3-2001, giá thời điểm bây giờ khoảng hơn 300. Giá cách đây 1 năm là hơn 100 các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Sáng không ngừng nghỉ này. Vậy là có thể trong cái quá trình mà vệ sinh thì đã teo cả main và teo cả CPU rồi. Chúng ta sẽ thử từng thứ một. Vì vậy là mình đã bảo với các bạn là cái gì cũng có rủi ro, không làm được thì thuê. Ồ, cần đèn CPU ngỏm rồi này. Tùng cấm CPU cho Tùng vào nhé. G2020 các bạn nhé. Cái dòng này nó Giga này, sau khi chúng ta đổi main ấy thì những cái cây đồng bộ nó không còn bị kén CPU nữa, các bạn có thể chạy đầu 3 thoải mái. Còn những cái main đồng bộ đôi khi nó không thể chạy được cả i3 cơ ạ. Nó rất kén, mà kiếm BIOS để fix thì nó hơi khó. Vì vậy với những cái main mà vừa rộng vừa dài thì chúng ta khi lỗi thì chúng ta lên đổi main luôn. Ồ, vẫn chưa vứt cốt này, nhưng nó không bị cái tình trạng cúp nữa. Vậy là main vẫn có vấn đề. Chúng ta sẽ cùng nhau đi fix sau. Nhưng bây giờ thì có một tí khả quan hơn chút. Bây giờ tháo main ra nhé các bạn nhé. Chúng đi test CPU khách nữa. Cho CPU khách lại thêm một lần nữa nhé. Các bạn để CPU cẩn thận, không là nó hỏng hết socket đấy ạ. Vứt pin CMOS ra, cầu may. Hương khói đã đầy đủ. Bài văn tế cũng đã chuẩn bị. Ồ, lại sống sót rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ phải nôi main ra chúng ta sửa. Chúng ta thử nhé. Các bạn nhìn cái đèn reset nó treo này. Cặp test mình vừa vứt ra là cái cặp test chuyên dụng để dành cho main Giga. Vì vậy là gần như tất cả các main Giga từ cổ đến mới đều nhảy cốt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sửa hú ạ. Để cốt này các bạn, cấm RAM vào. Vậy là đã thành công nhé. Bây giờ mong rằng RAM là không ngỏm củ tỏi đâu. Đây là sự chết ngẫu nhiên nhé, chứ không phải là các bạn vệ sinh CPU thì nó sinh ra chết. Chẳng qua là đen thôi. Đen thì cái đèn nó cũng lôn thôi. Nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoặc chúng ta có thể vui mồm chúng ta nói là cái main nó không còn yêu quý các bạn nữa, mà nó yêu quý người thợ. Vì vậy là cái main nó đang bị cái bệnh đó là thèm chi tiền. Thì các bạn lên chi cho nó thôi. Qua rồi đấy, qua cốt thôi các bạn. Bây giờ chúng ta có thể lên hình rồi này.
phát điện đây này, A9 này. Đấy các bạn thấy chưa? Ok nhá. Vậy là main của chúng ta đã lên hình bình thường.